Em Chi xin mến chào cô chú anh chị các bạn. Chúc cô chú anh chị các bạn một ngày thật sức khỏe và nhiều niềm vui. Hiện tại thì em đang có mặt tại khu vực Quỳnh Tấn Phát, quận 7. Hướng này là hướng về bên Nhà Bè và về rất gần giờ luôn anh chị. Còn hướng mà về mặt ngoài đóng kính này thì mình về qua quận 1, quận 5 và về tới quận 2 và sang quận 8 cũng vẫn được. Thì hiện tại thì em sẽ cập nhật một số tình hình về khu vực kinh doanh Sầm Uất ở bên khu vực quận 7 trên Quỳnh Tấn Phát cho cô chú anh chị cập nhật thêm. Thì hiện tại thì cho thuê cũng rất là nhiều bên khu vực này anh chị. Hiện tại thì trước mặt em là cũng có bảng là cho thuê mặt bằng như thế này. Anh chị vẫn thấy là một cái mặt tiền cỡ là 5-6 mét mà bây giờ cho thuê ở khu vị trí này cũng rất là sầm uất anh chị. Mua bán kinh doanh rất gọi là đông đúc luôn. Mà mặt tiền kinh doanh thì hiện nay thì kinh doanh rất là nhiều ở khu vực này. Thì đã qua một cái mùa Noel và chuyển sang đến cái mùa Tết Tây rồi anh chị. Bây giờ bắt đầu chuyển bị đến mùa Tết Nguyên Đán ha. Nhiều mặt tiền kinh doanh thì vẫn thấy là bên mặt hàng kinh doanh mỗi tiệm thì rất là sung túc, kinh doanh đầy đủ mặt hàng như thế này. Tại vì mình đón vào một cái ngày mà cận Tết để kinh doanh mua bán. Nhưng hiện nay thì mọi mặt tiền thì đều gọi là vắng lặng như thế này anh chị. Cũng như là những tiệm niệm như thế này, hay là những tiệm ăn uống thực phẩm thức ăn và những quán cà phê như bên lề đường phẩm thức ăn như thế này cũng còn vắng lặng như thế nhiều lắm anh chị. Đây là tiệm cà phê này anh chị, đây là một cái quán cà phê rất là lớn luôn, một cái dãy rất là to đùng luôn, ghế rất là nhiều nhưng mà số lượng khách thì anh chị vẫn thấy là không thấy bóng khách hàng luôn, rất là vắng như thế này luôn anh chị. Bà con mình cuối năm ai cũng muốn mở ra một cái kinh doanh gì đó để có lợi nhuận để trang trải cuộc sống, mà bây giờ thì kinh doanh một mặt tiền kinh doanh mà như thế này rất khó khăn cho bà con mình. Mở một cái quán cà phê như vậy cũng vài trăm triệu anh chị, mướn một cái mặt bằng rồi mở cái quán bên trong ra để mặt tiền bên ngoài thì mình trưng bàn ghế như thế này mà khách khứa thì mình không thấy đâu, rồi nhân viên thì mướn 2-3 người nữa, rồi mọi cái sinh nhai cuộc sống hàng ngày nữa, rồi tải tiền nhân viên tiền này tiền kia nữa anh chị, rất đủ thiếu tiền hết. Mà hiện nay thì mọi mặt tiền kinh doanh thì đều vắng lặng như vậy, chỉ gọi là buôn bán để gồng lỗ anh chị, rất là khó khăn trong thời điểm hiện nay. Đã bắt đầu chuyển sang năm 2024 rồi thì gần vào Tết Nguyên Đán anh chị, khoảng chừng tháng hơn nữa là mình đã chuẩn bị đón một cái Tết rất gọi là hạnh phúc của mọi nhà luôn. Và bây giờ thì kinh doanh mua bán như vậy thì anh chị vẫn thấy là eo xèo héo quen như vậy, không biết Tết năm nay thì có nhiều người mình có cái Tết an lành hay không, hay là nhiều người không có cái Tết hoặc là có ăn cái Tết ăn rất là buồn ảm đạm. Em cũng mong là bà con được kinh doanh sung túc để có một cái gì đó để mình đón Tết anh chị ha, để vui vẻ. Như bên đây thì nguyên dãy như thế này đang dựng để cho thuê, một mảnh đất trống như vậy là anh chị. Thì hiện nay thì đang rao bán và cho thuê luôn. Xưa thì cũng có kinh doanh về một cái gọi là rất là lớn luôn ở bên đây, về vật liệu xây dựng này kia đâu. Còn bây giờ cũng đã đóng cửa than cài. Thì năm nay thì vật liệu xây dựng hay là buôn bán này kia đồ thì kéo theo một cái hệ lụy của xây dựng nhà cửa bên bất động sản anh chị, thì cũng đã gọi là trầm lặng đi rất là nhiều. Mọi cái gọi là xây nhà và sửa chữa thì cũng vắng đi. Rồi các kéo theo mà mọi một cái hệ lụy cũng như là các anh thầu xây dựng hoặc là các những mua bán vật liệu là nội thất gia đình thì cũng gọi là chậm lặng đi anh chị. Anh chị mình vẫn thấy là khó khăn của bà con mình rất là nhiều luôn. Bà con mình gọi là khó khăn lắm trong điểm hiện nay. Bây giờ anh chị vẫn thấy là những tuyến đường này thì kinh doanh như thế này, mở mặt tiền mặt bằng như thế này rất gọi là tốn kém rất là nhiều tiền luôn. Bà con mình hiện nay thì gọi là có nhiều chương trình xe trả góp đồ này kia rồi anh chị, mà vẫn có là khách hàng không thấy. Vẫn gọi là bên đây là xây dựng nè, những vật liệu nè, rồi điện nước nè, cũng không thấy bóng khách hàng luôn anh chị. Bên đây thì hiện nay thì cũng vẫn đóng cửa than cài. Ở khu vực này thì trước thì là phòng khám mắt anh chị ha, một cái phòng khám cũng rất là lớn anh chị, mà bây giờ thì cũng vẫn đóng cửa. Bà con mình hiện nay thì mọi mặt tiền để kinh doanh mua bán và mọi mặt để mở ra để sell up để vào dịp cuối năm để buôn bán để cho gọi là các sung túc. Bây giờ thì mở buôn bán thì như vậy nè anh chị. Bên Thế Giới Di Động thì hôm nay cũng trầm lặng đi rất là nhiều, cũng khó khăn cho mọi mặt để kinh doanh về điện máy xanh và các gọi là những hàng điện máy. Nhưng mặt tiền thì đa số thì những hàng điện máy và những xe máy và những hiệu kính rất là nhiều anh chị, số mặt tiền rất là nhiều như thế này mà gọi là cái lượng khách thì không thấy đâu. Bên ngành thời trang thì chị vẫn thấy ngành thời trang này cũng đang gọi là trầm lắng đi rất là nhiều luôn. Bọn ngành thời trang thì hiện nay thì rất khó khăn. Bên đây tiệm kiến
rồi tiện hơn cửa hàng tiện lợi nè. Anh thì vẫn thấy qua màn hình ống kính rồi, thì hiện nay gần ngày cận Tết mà như vậy nè, những quán ăn, quán uống hay là những quán cà phê bây giờ chỉ còn gọi là cái dĩ vãng anh chị. Mong ước có muốn là đông đúc như xưa, bây giờ thì dầm lặng như vậy. Của bà con mình hiện nay thì kinh doanh cũng như là mặt hàng mua bán ẩm thực đồ cũng sầu lắng đi rất là nhiều. Đây nè anh chị, nhìn thấy là những cái sắt thép luôn ha, rồi vật liệu xây dựng luôn nè. Cũng vài ba người thì cũng có mua, vài ba người vào để mình mua để về sửa chữa nhà cửa. Không có như xưa mà mua đông lúc anh chị. Hiện nay hạn chế rất là nhiều luôn. Anh chị vẫn thấy là những cái cửa hàng cũng như là nhà sắt thôi, rồi bán đầy đủ các tiện lợi, hiện nay thì cũng là vắng lặng đi rất là nhiều. Bây giờ là tầm 10 giờ 30 rồi anh chị, mà bây giờ cũng vắng lặng đi rất là nhiều. Điểm này mở cửa hàng kinh doanh nè, bây giờ những cửa hàng này cũng vậy. Cũng rất gọi là trầm lặng đi rất là nhiều. Bà con năm nay mở những cái mặt bằng ra mà để mua bán kinh doanh, mà đổ tiền vào mà những ngày Tết như thế này để kiếm tiền để sinh lợi nhuận để buôn bán, nhưng mà không kinh doanh được, khó khăn rất là nhiều luôn anh chị. Bây giờ bên đây để cho thuê mặt bằng anh chị cũng thấy ha, một tấm bảng mới chát luôn anh chị, để là cho thuê mặt bằng. Bên đây đóng cửa hang cài rất là sâu lắng luôn. Bây giờ mọi kinh doanh của bà con bây giờ bị gọi là một cái suy thoái kinh tế hiện nay, suy thoái toàn cầu luôn anh chị. Mình ảnh hưởng chung rất là nhiều ở bên thế giới và ảnh hưởng ở tới mình về các bệnh dịch, xong rồi tới chiến tranh, đủ thứ hết trơn chị. Rồi những mặt hàng kinh doanh mua bán thì bây giờ trầm lặng rất là nhiều luôn, cũng rất là khó khăn luôn. Thì vẫn thấy một cái cửa hàng tiện lợi như thế này bán đồ thanh lý cũ các loại luôn, nội thất văn phòng luôn, gia đình, hàng cái quán ăn đầy đủ luôn. Bây giờ những cái thanh lý như vậy bây giờ cũng còn đóng cửa hang cài như vậy nữa chị, tiết kiệm nè, ngay là giảm 30% đến 50% luôn, vẫn còn đóng cửa như vậy. Những ông chủ lớn mà đậu tiền vào mà thuê mà kinh doanh mua bán như thế này cũng còn vắng lặng, rất là khó khăn trong thời điểm hiện nay. Những anh xe ôm xe gác thì bây giờ cũng kiếm đường hướng đi mà để kiếm những công việc khác để chạy, thì bây giờ thì chạy việc khác thôi. Bây giờ những cái công việc mà bây giờ đang ăn lên làm da mà không ăn lên làm da được, mọi công việc thì đều gọi là rất là nhiều luôn anh chị, rất gọi là nhiều, mà gọi là cửa hàng mà kinh doanh mua bán nó đông đúc, rồi kinh doanh mua bán mà gọi là trầm lặng đi cũng có như thế này. Anh chị vẫn thấy là mấy anh gáp này kia đồ bây giờ ra nhiều thương hiệu quá rồi, bây giờ buông ra bớt một người một thương hiệu và để đi gọi là tìm hướng khác. Chứ bây giờ chạy mà ế vắng quá, nhiều cạnh tranh quá, trên thương hiệu xe gáp rất là nhiều cạnh tranh anh chị. Một số hôm trước là chạy được 500-600 ngàn, rồi xuống là từ còn 300-400 ngàn, còn bây giờ còn 100-200 ngàn, còn mấy nhiều khơi nhiều người chạy còn 70 ngàn anh chị. Bây giờ nhiều người bây giờ người ta không còn chạy nữa, người ta kiếm công việc khác, người ta bán thời gian. Những tiệm cửa hàng mà lớn như thế này thì bây giờ cũng còn gọi là vắng đi anh chị, rất là nhiều, nhiều luôn, nhiều cửa hàng lớn luôn bây giờ vắng đi rất là nhiều. Mọi kinh doanh của bà con năm nay thì gọi là rất là khó khăn. Thì vẫn thấy những cửa hàng máy móc nè, cửa hàng tiện lợi nội thất gia đình nè, cũng còn trầm lặng đi. Một số cửa hàng mà nghỉ như vậy thì không còn muốn nhân viên nữa anh chị, rất là vắng luôn. Như bên đây một loại là một cái thực phẩm thức ăn luôn, ẩm thực mà như vậy mà gọi là gắn que gắn bọng như thế này, rồi mướn mặt bằng, rồi gọi là khó khăn luôn. Mướn mặt bằng anh chị có thấy là mở ra không thấy bóng người, mở một cái quán thực phẩm như thế này, tiền một cái mặt bằng căn gốc như thế này rất là nhiều tiền luôn anh chị. À, bây giờ anh chị vẫn thấy ha, rất trầm lặng như vậy nè. Số lượng khách hàng thì mình không có thấy đâu, còn mà gọi là tiền bạc tiền của mà đổ vào để đầu tư kinh doanh thì bây giờ không biết bao giờ mà mới lấy lại được những cái cửa hàng kinh doanh như vậy, đổ ra từng tỷ luôn anh chị. Nhưng mà bây giờ thì khách hàng thì không thấy, giật giá thì nhiều mặt thì leo thang, còn những mặt tiền thì cũng bây giờ cũng đã giảm hẳn một phần nào anh chị, đã giảm rồi, nhưng mà bây giờ cũng không ai mà dám động tiền vào thuê. Mọi mặt tiền kinh doanh bây giờ người ta cũng không dám mà gọi là bỏ tiền vào mà để mua hàng sản phẩm, mà đi không biết bán cái mặt hàng nào mà để đông đúc để mình kinh doanh.
trong kinh doanh bây giờ gọi là khó khăn trong thời điểm hiện nay rất là nhiều. Những công việc của nhân viên văn phòng hay là những công việc mà nhân viên bán hàng thì bây giờ cũng đã cắt giảm đi rất là nhiều luôn anh chị. Thì các anh chị đó bây giờ hiện tại một số thì về quê, một số thì hiện tại ở trên đây cũng làm công việc bán thời gian hay là đăng ký giải Grab, hay là nếu mà không được nữa là tìm hướng khác anh chị. Cũng như những cái mặt hàng bên đây cho thêm mặt bằng đây. Nhưng mặt hàng bên đây là xả hàng luôn, sale 50% luôn anh chị. Bán đủ cái mặt hàng như vậy nè, bây giờ xả hàng luôn chị cũng thấy nha. Xả hàng toàn bộ luôn để trả mặt bằng. Bên đây thì đang để bản là cho thuê mặt bằng trước. Mọi tiệm shop qua hay là shop mua bán kinh doanh hiện nay thì đã trầm lặng rất là nhiều. Nhiều cái cửa hàng như mình thấy rất là lớn to đùng luôn nè, không thấy mở cửa gì hết luôn anh chị. Rất là khó khăn hiện nay luôn. Mọi kinh doanh hiện nay đều gọi là trầm lặng đi. Bà con mình gọi là gồng lỗ rất là nhiều. Mà nhiều bà con mình cũng dán là có một số đường tiền còn lại thì cũng dán gồng. Tại vì một cái nơi trước đó thì mình đang lên nằm da. Bây giờ thì không biết là mình sang vị trí khác mình có ăn kinh doanh được hay không. Là bắt đầu lại từ đầu nữa. Thì đã một cái vị trí bắt đầu cũng có mối mang rồi. Bây giờ hiện tại kinh tế mình đang xuống cho nên nó hơi bị vắng. Nên cũng dán gồng lỗ. Nó cũng đã hiểu vấn đề đó chứ chị. Nó cũng đã gồng lỗ rất là nhiều luôn. Thì vẫn thấy mình đang sale góp 50%. Chương trình sale rất là nhiều luôn, sale mua một tặng một luôn nè. Những chương trình sale rất là nhiều trong điểm hiện nay. Mà kinh doanh thì gọi là bốc bán hàng không thấy. Còn gọi là bán là ế ẩm luôn. Chỉ gọi là ế ẩm thôi. Như bên đây là cũng như là một cái tòa nhà như thế này, dán bảng bấy bá như thế này như vậy. Để cho thuê những cái mặt tiền cao cấp như thế này như vậy. Rất là lớn luôn. Thì vẫn thấy qua một hình ống kính là kinh doanh bên đây là rất là lớn nè. Nhà hàng vẫn có nè, siêu thị vẫn có nè, điện máy xanh hay là cái shop lớn nhỏ đều có. Nhưng đa số là bên đây là lúc nào cũng là cửa hàng động lớn không anh chị. Một số cửa hàng cũng vẫn đóng cửa rất là nhiều. Thời điểm thì còn tháng hơn nữa là ăn Tết Nguyên Đán rồi anh chị. Mà bây giờ thì tình hình như vậy nè, mua bán như vậy, không biết Tết năm nay thì có được ăn Tết trọn vẹn vui vẻ hay không. Bây giờ sale viết mà còn có áo thun mà 40.000 một cái luôn chị cũng thấy nè. Sale viết gọi là chạm đáy luôn. Sale mà để bán ra lấy lại vốn luôn chị. Nhưng mà cũng không thấy uống khách hàng luôn. Hồi xưa mà sale giá này là người ta ra mua ồ ạt luôn chị. Bà con mình cũng rất thích gọi là mua hàng sale. Và vào dịp cuối năm để có cái ăn cái mặt để đón một cái Tết đầu năm. Hoặc là mua một hàng mới mắc tiền đắt tiền để giữ tiền. Thì mọi hàng sale thì nó không có gọi là như là đồ cao cấp lắm anh chị. Thì mọi mặt hàng thì bây giờ không buôn bán được thì người ta đem ra sale, người ta lấy lợi vốn mà để đóng tiền mặt bằng hay là trang trải những tiền nhân viên khách hàng để mình làm những cái thương hiệu mới để cho khách hàng mình thấy bắt mắt là khách hàng mình ủng hộ mình mua. Đây sale này mua 101 anh chị cũng thấy ha. Những tiệm dài như thế này và những cái đây nè, xả kho luôn nè, chịu theo 70%. Nhiều mặt hàng kinh doanh như thế này anh chị vẫn thấy mà bốc khách hàng thì cũng không thấy đâu. Hai bên giải ngân hàng luôn, ngân hàng cũng không thấy bốc khách hàng. Những cái kho lớn, những cái nhà lớn như vậy cũng còn đóng cửa than cài luôn anh chị. Bách hóa xanh, điện máy xanh rồi thế giới động rất là nhiều ở khu vực này. Và những chủ nhà hàng, ngân hàng, ông má cũng rất là lớn ở khu vực này luôn vậy. Và bây giờ cũng đang trầm lặng đi số lượng khách hàng. Và đến hiện nay thì bà con mình đang làm mồ mặt để kiếm đồng tiền. Đang gọi lên hùng hạp cuối năm mà để kinh doanh mua bán gì để cho bà con mà mua để đón xuân. Bây giờ thì đổ tiền ra kinh doanh mà không biết thì như thế nào luôn anh chị. Hồi xưa thì đổ ra thì có thể là ăn chắc là 70%. Còn bây giờ mà đổ ra là có thể là 5 năm một là 4-6 luôn anh chị. Lỗ quá, bù lỗ gồng lỗ anh chị. Mặt bây giờ bà con mình đã cắt giảm chi tiêu rất là nhiều luôn. Bởi vậy cho nên cắt giảm chi tiêu quá nhiều.
thì mua bán kinh doanh của bà con hiện nay thì rất là khó khăn. Ở cái khu vực này thì đây là khu chế xuất Tân Thuận anh chị. Thì một số tình hình thì các công nhân và các anh chị em công việc bên đây thì gọi là đang trong thời gian thấp thỏm, không biết mà cắt giảm như thế nào để mình có công việc ổn định hay không. Chúng ta hiện tại thì đang cắt giảm rất là nhiều, không biết là tới có lực mình cắt giảm hay không anh chị. Bởi vậy bà con công nhân ở đây thì công việc hay gọi là bấp bênh rất là nhiều, cắt giảm nhân viên rất là nhiều luôn anh chị, công nhân cắt giảm cũng rất là nhiều luôn trong điểm hôm nay. Kinh doanh mọi đơn hàng thì đi thì không chạy, không có gọi là đưa hàng mà buôn bán được. Thì bây giờ thì hàng ứ lợi rồi thì bây giờ phải cắt giảm nhân sự. Bởi vậy bà con mình thất nghiệp tràn lan ở khu vực Sài Gòn rất là nhiều. Anh chị vẫn thấy những khu vực giải nhà buôn bán như thế này, những căn nhà cho thuê như thế này và những mặt tiền buôn bán như thế này nè anh chị, rất là nhiều luôn. Mà khách hàng thì gọi là 100 người bán mà bây giờ chỉ có 1-2-3 người mua luôn, nhiều khi không có ai mua luôn chị. Gồng lỗ cái tiền mà gọi là cái tiền mặt bằng rồi cái tiền trả nhân viên đây, mình vẫn thấy không, tiệm mất kiến nè, rồi tiệm như thế này đóng cửa luôn nè, những cái tiệm mà mua bán đó, đóng cửa thấy dần dần rất là nhiều luôn, khó khăn của bà con mà rất là nhiều luôn chị. Đây bên mặt bằng bên đối diện anh chị màn hình vẫn thấy bán hoặc là cho thuê luôn, cho thuê mặt bằng bây giờ thì để gọi là bán luôn anh chị. Hiện nay thì mọi mặt kinh doanh đều gọi là lắng động, xuống dốc rất là nhiều. Bà con mình hiện nay cũng đang gọi là mua bán cố gắng mà gồng đấu tranh với thời gian như thế này anh chị. Mua bán thì khách hàng thì không thấy, những mặt bằng như thế này đóng cửa liên tiếp và liên tục luôn trong thời điểm cuối năm. Ai cũng muốn đổ ra một số tiền để kinh doanh kiếm lợi nhuận, mà khách hàng và gọi là mua có lượng khách không thấy, mà vắng hơn rất là vắng luôn, xe chạy rất là đông, những tuyến đường cũng có xe rất là nhiều anh chị. Nhưng bên đây thì bây giờ cho thuê một mảnh đất như thế này anh chị, cho thuê để cho người ta kinh doanh như thế nào đó, treo bảng từ bảng cũ mà sang bảng mới, từ bảng mới mà sang thêm một cái bảng nhỏ nữa, cũng chưa thấy ai gọi là bỏ tiền ra kinh doanh. Những ông chủ lớn bây giờ là gọi là ngưng chậm luôn, không dám bỏ tiền kinh doanh. Cũng như tiệm bên đây, những cái tiệm mà gọi là tiệm sơn luôn nè anh chị, sơn giống trái, sơn cửa, sơn này sơn kia, bây giờ cũng đang đóng cửa hang dài luôn, 1, 2, 3, 4, 5 tiệm luôn, đâu có gì mất tiền. Thì anh chị vẫn thấy nè, đóng cửa hàng lọt rất là nhiều luôn ha, rất là khó khăn của bà con mình hiện nay luôn. Bên khu vực Quỳnh Tấn Phát quận 7 này, anh chị vẫn thấy là cho thuê nhà như thế này, một cái dãy nhà để gọi là một lầu để kinh doanh mua bán đây, thì không có thấy bóng khách hàng, cho người bán viết là bây giờ mà đóng cửa luôn, trả mặt bằng luôn, rồi chủ nhà bây giờ phải dán bảng mới để cho thuê lại. Đối diện kế bên thì anh chị vẫn thấy là cho thuê nhà lớn, 36 dài 36 mét, cũng có để một tấm bảng như thế này. Những cái tòa nhà thì thường xuyên thì buôn bán cũng như là khách sạn hay là buôn bán làm cửa hàng lớn nhỏ và những công ty. Hiện nay thì kinh doanh không được, bây giờ chủ nhà cho thuê lại cũng không có người thuê. Số tiền đầu tư vào thì bốc hơi đi theo thời gian luôn chị. Thì cái hướng thẳng thì mình sẽ về khu rừng Phương Soạn. Bên đây thì cầu Tân Thuận, mình sẽ về khu vực quận nhất anh chị ha. Dạ, em cũng đã cập nhật một số tình hình về khu vực Quỳnh Tấn Phát quận 7, khu kinh doanh Sầm Uất cho cô chú anh chị và các bạn mình cập nhật qua màn hình ống kính. Em xin chúc cô chú anh chị và bạn mình sức khỏe. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đồng hành cùng em xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn.